đang theo dõi bản tin FBNC với các thông tin về thị trường châu Á. Theo số liệu vừa công bố thì mặc dù không được như dự báo, nhưng tốc độ tăng trưởng của kinh tế Thái Lan trong quý 1 đang ở mức cao nhất sau 8 quý. Các nhà phân tích dự đoán con số báo cáo sẽ không được khả quan sau khi nền kinh tế Thái Lan bị ảnh hưởng bởi những bất ổn chính trị cách đây 1 năm. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng được báo cáo là đạt mức cao nhất sau 8 quý liên tiếp, mặc dù không đạt được như dự báo. Kinh tế Thái Lan trong quý 1 tăng trưởng 3% so với năm trước đó, bỏ lỡ dự báo 3,4%. Ngân hàng Trung ương đã phản ứng với tăng trưởng yếu bằng cách giảm lãi suất cơ bản còn 1,5% hồi tháng rồi. Từ khi xảy ra bất ổn, xuất khẩu cũng như nhu cầu trong nước đều phải vật lộn tìm đường phục hồi. Thái Lan hiện đang tích cực chi tiêu vào các dự án cơ sở hạ tầng và du lịch để tái khởi động tăng trưởng. Cũng trong hôm nay ngày 18 tháng 5, Trung Quốc sẽ công bố những số liệu được theo dõi chặt chẽ về giá nhà, đồng thời tiết lộ giá nhà mới trung bình tại các thành phố lớn. Còn tại Nhật Bản thì điều mà các chuyên gia kinh tế trông chờ hiện nay chính là bước đi tiếp theo của Ngân hàng Trung ương nước này sẽ như thế nào khi mà đã 1 năm trôi qua người tiêu dùng vẫn chưa tự tin chi tiêu kể từ ngày tăng thuế. Dường như người tiêu dùng Nhật Bản vẫn chưa sẵn sàng chi tiêu trở lại sau đợt tăng thuế hồi tháng 4 năm ngoái. Doanh số bán lẻ của năm 2015 vẫn còn rất chậm chạp. Một cuộc khảo sát do văn phòng nội các chính phủ thực hiện cho thấy niềm tin tiêu dùng đã giảm trong tháng 4, giảm lần đầu trong 5 tháng. Tiền lương của công nhân Nhật Bản cũng chưa tăng đủ để kịp đáp ứng với giá hàng hóa tăng cao. Chiếm 60% GDP cả nước, nhiều chuyên gia kinh tế đang chờ đợi Ngân hàng Trung ương làm một điều gì đó trong cuộc họp vào thứ Sáu tới. Một điểm sáng của kinh tế Nhật Bản chính là thị trường chứng khoán của nước này. Nhờ đồng yên yếu, các nhà đầu tư đã đẩy chỉ số Nikkei lên mức chưa từng thấy trong vòng 15 năm. Tuy nhiên, cho đến nay, khi mà ông Abe vẫn tập trung vào đồng nội tệ, thì người tiêu dùng vẫn đang chờ đợi để thấy tác dụng của chính sách này. Thưa quý vị, tình trạng người nhập cư trái phép vào Indonesia lại rộ lên trong thời gian gần đây. Đã có hàng ngàn người được cứu nạn trên biển và đưa vào tỉnh Aceh của Indonesia để tị nạn và cung cấp thông tin cho giới chức địa phương. Vấn đề là cơ sở vật chất tại đây không đủ đáp ứng nhu cầu cơ bản của những người di cư này. Vào cuối tuần qua, gần 800 người di cư đã được đưa vào bờ biển tỉnh Aceh, đưa tổng số người di cư đang tị nạn tại Indonesia và miền Tây Bắc Malaysia lên con số 2.500 người trong vòng 1 tuần qua. Giới chức tỉnh Aceh Indonesia cho biết, những người tị nạn đang thiếu cơ sở vật chất và nhu yếu phẩm, đặc biệt là nước sạch. Ở đây chúng tôi có thức ăn nhưng lại không có nhà tắm và nhà vệ sinh. Một số người dân địa phương đã tình nguyện giúp đỡ những người tị nạn về khoản cung cấp thức ăn và bếp để nấu nướng. Indonesia là một quốc gia Hồi giáo, Malaysia cũng vậy. Nếu cộng đồng người Rohingya muốn sống ở đây, thì tôi cũng sẽ dọn đến đây. Liên Hiệp Quốc cho biết, trong 3 tháng đầu năm nay, ước tính đã có 25.000 người Bangladesh và người Hồi giáo Rohingya của Myanmar di cư trái phép bằng đường biển, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Cộng đồng người Rohingya đã chạy trốn khỏi Myanmar trong nhiều thập kỷ qua. Hàng ngàn người kẹt trong chiếc thuyền ọc ẹp ngoài khơi bờ biển Thái Lan, Malaysia và Indonesia với nguồn thức ăn và nước uống đang cạn kiệt. Và những thông tin nổi bật sau đây sẽ được tiếp tục cập nhật đến quý vị trong phần tiếp theo của bản tin. Chính quyền các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khuyến cáo nông dân không nên phá vườn cây ăn trái để trồng cau. Xuất khẩu thủy sản giảm và xét khuyến cáo nông dân, doanh nghiệp không nên vội vàng treo ao.